sáng ngày 15 tháng 5, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Việt Nam đã tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến cho dự thảo luật bảo vệ môi trường sửa đổi. Hội thảo do Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 14 Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Việt Nam Trần Văn Minh và Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân làm chủ trì. Phát biểu khai mạc tại hội thảo, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 14 Nghiêm Vũ Khải rất mong muốn các đại biểu, chuyên gia góp ý để cho luật có hiệu lực kéo dài hơn, khả thi, phù hợp với cuộc sống, đáp ứng được yêu cầu phát triển. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân đã giới thiệu một số điểm mới trong dự thảo luật bảo vệ môi trường sửa đổi để các đại biểu, chuyên gia cùng đưa ra ý kiến. Dự thảo sửa đổi luật bảo vệ môi trường gồm có 16 chương, 192 điều. Trong đó, bãi bỏ nhiều quy định, giảm thiểu nhiều thủ tục hành chính nhưng vẫn đảm bảo được công tác quản lý, bảo vệ môi trường như thu hẹp đối tượng phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược so với luật bảo vệ môi trường năm 2014. Theo đó, các chiến lược, kế hoạch không phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược. Dự thảo luật chỉ quy định đối tượng phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược là các quy hoạch theo quy định trong luật quy hoạch. Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, bảo vệ môi trường phải được đặt ở vị trí trung tâm. Môi trường là điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế xã hội. Làm sao để luật bảo vệ môi trường mang tính phòng ngừa là chính, khắc phục chồng chéo và phát triển theo hướng bền vững? Trong quá trình thảo luận, có nhiều vấn đề đã được đại biểu, chuyên gia quan tâm góp ý và cho ý kiến thẳng thắn, khoa học để hoàn thiện cho dự thảo luật bảo vệ môi trường. Suốt bao nhiêu năm qua, là chúng ta cứ nói đến môi trường là nói đến DTM. Khi mà bản luật thế cứ bản đấy là bản đến DTM. Thế mà trong khi đó còn rất nhiều cái nhiệm vụ khác và cái nội dung khác. Thế thì quanh đi quẩn lại thì cũng nó là cái gì đều chúng ta đều thống nhất nó là công cụ dự báo, phân tích dự báo. Khi mà định nghĩa như vậy, thế nhưng mà thực hiện thì lại nó lại là một cái gì đấy gần như là giấy phép, nó là một cái thủ tục hành chính. Nghĩa là các cái xử phạt vi phạm hành chính đều dựa vào là cái quyết định DTM cả. Đấy. Thế thì chúng tôi cũng có đi xem lại trong các nước khác thế nào thì không có nước nào, tôi báo cáo với các chị là không có nước nào trên thế giới người ta dùng cái công cụ DTM để quản lý cả. Đấy. Nó phải là giấy phép. Thành ra tôi nghĩ rằng là cái đấy là nó rất là sai về mặt cấu cho về mặt gọi là lỗi hệ thống ở cái chỗ này. Đấy, lỗi hệ thống mà tôi nghĩ rằng lần này sửa được là rất là tốt. Ở đây thì có một cái điều chú ý mà tôi nghĩ rằng là cần phải sửa. Tức là ở trong luật dự thảo thì đề là có là đánh giá sơ bộ tác động môi trường. Đây là theo cái luật đầu tư. Đấy, trong khi đó trên thế giới thì người ta chỉ có gì đánh giá tác động môi trường sơ bộ, đánh giá tác động môi trường chi tiết. Thì mình đây là dùng là gì? Đánh giá sơ bộ tác động môi trường. Đấy, tức là tôi nghĩ là cần phải sửa ngay. Mặc dù khi mà chưa soạn thảo thì bảo cái này theo cái luật đầu tư. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là luật đầu tư phải theo luật môi trường chứ đúng. Thế thì vậy thì phải sửa cái luật đầu tư. Không, nó cả thuật ngữ, cả thế giới người ta không bao giờ người ta dùng như thế này cả. Như thế thì nếu mà dùng một cái này thì nó sẽ là xa lạ với lại khoa học môi trường. Chúng tôi đề nghị là phải có cái giấy phép môi trường tích hợp, đúng là cả nước thải, cả khí thải, cả rác thải, tất tần tật những cái gì liên quan đến môi trường nó nằm trong cái giấy phép đấy, tức là one stop thôi, đúng không? Một cơ sở sản xuất, một giấy phép môi trường đấy do một cơ quan cấp, chứ không phải là nhiều cơ quan cấp. Như thế để các thủ tục, đúng không? Nó đúng với lại cái là giảm thiểu các cái thủ tục hành chính. Liên quan đến vấn đề này, Thạc sĩ Đặng Huy Đông, Viện Nghiên cứu Quy hoạch và Phát triển cũng bày tỏ sự đồng tình. Tạo cái thuận lợi cho các cái nhà đầu tư. Thế nếu nó giống nhau rồi thì người ta được phép sử dụng cái đã được phê duyệt trước. Xong sau đó có bổ sung là nhưng tại cái địa bàn này nó có một số cái điểm đặc thù khác cái địa điểm kia thì bổ sung cái đấy. Bởi vì như tôi cũng đồng tình cái quan điểm như anh Tùng đã nói ấy, tức là cái DTM chỉ là cái bước bắt đầu. Cái đấy không phải là bản chất, cuối cùng thực thi cái đó chính là thực hiện cái giấy phép. Thì chúng ta đã qua đây rồi thì chúng ta là nên cái này, là đây là ở góc độ là tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư. Người ta không phải là quá vất vả ở trong cái này mà người ta không quá sợ. Và vừa rồi thì chúng ta có cái nghị quyết 55 của Bộ Chính trị đưa ra về cái
định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia cho đến 2045 hoặc 2050. Thì trong tờ trình hiện nay thì lại chưa thể hiện cái nghị quyết này. Tôi cho rằng cái phần tờ trình của chúng ta cần phải thể hiện cái nội dung này vào trong đó. Và cái điểm thứ hai nữa là ở bộ luật cũ 2014 thì có riêng một điều quy định về năng lượng, về phát triển năng lượng tái tạo. Nhưng mà trong bộ luật mới thì lại bỏ cái điều này đi. Và các cái nội dung về năng lượng tái tạo thì được thể hiện trong rất nhiều các cái điều ở các cái nội dung liên quan khác nhau về xử lý chất thải, về phát triển đô thị, rồi là về ưu đãi. Thì tôi cho rằng là có rất nhiều điểm tốt, nhưng mà chúng ta cần phải giữ cái điều, một cái điều quy định về phát triển năng lượng tái tạo để thể hiện cái chủ trương, để thể hiện đường hướng. Và đây cũng là một cái bước cụ thể hóa đầu tiên của ngành môi trường trong cái việc thực hiện cái nghị quyết này của Bộ Chính trị đưa ra. Tại hội thảo, các đại biểu chuyên gia cũng đặc biệt coi trọng đến phần dự thảo luật về việc sử dụng năng lượng xanh, cải thiện không khí vì chất lượng cộng đồng, đưa ra những ý kiến về một số vấn đề liên quan đến các lĩnh vực như bảo vệ môi trường, lĩnh vực khí tượng thủy văn và ứng phó với biến đổi khí hậu, năng lượng xanh. Hội thảo tiếp tục trao đổi đóng góp ý kiến trên tinh thần từ thực tiễn thi hành luật và để tiếp tục thể chế hóa chủ trương, quan điểm mới của Đảng và Nhà nước về bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống chính sách bảo vệ môi trường đồng bộ, thống nhất, sát với thực tiễn phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng ngày càng thuận lợi, phù hợp với thông lệ quốc tế và môi trường trong nước, góp phần hoàn thiện bộ luật, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.